cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Trời, chúng con Amen. nói rằng chúng Amen. con yêu mến Ngài, chúng con là chiên của đồng của Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con được kêu Ngài là Ba, là Cha, là Đức Chúa Trời của mỗi một chúng con. Mình xin Chúa sức dầu Amen. ban ơn trên cô bé 10, để cô có lời của Chúa dạy dỗ cho chúng con trong giáo lý căn bản, để chúng con làm nền Amen. tảng đôi bước Amen. đường chúng con đi với Ngài nữa. Mình xin Chúa Amen. dầm thấm lời của Chúa trong mọi tấm lòng của chúng con, để chúng con quân giữ và họ làm theo, họ cho chúng con được phước. Cảm ơn Chúa, nguyện xin Amen. Chúa giúp đỡ cho cô bé 10 để không có một điều gì cản trở đăng ký cô diễn giải lời Chúa. Mình xin lời Chúa đầy dẫy trên cô để truyền đạt cho chúng con Amen. nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Mình xin Chúa cũng ban ơn để tất cả của Chúa vào kịp giờ nhóm chung với chúng con nữa. Cảm tạ ơn Chúa. Amen. Thì giờ này con dâng mọi vinh hiển suy tôn chính mình Chúa và con hiệp lòng với dân sự Chúa trong sự cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm Amen. ơn anh. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô nhớ. Đọc xin kính Chưa chào, vô. xin thân ái kính chào toàn thể quý vị hội thánh. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa lớn lao cho đời sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta cũng được gặp nhau qua trường chủ nhật, qua nền tảng đức tin. Thì giờ này chúng ta cũng tiếp tục học cái phần kế tiếp. Tuần vừa rồi thì chúng ta học bài bài 11, học về hội thánh. Thì chúng ta cũng đã đi được hai phần rồi. Thì buổi chiều hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ ba, tại vì bài này nó cũng hơi dài. Chiều nay chúng ta tiếp tục phần thánh lễ. Ở đây nó có hai thánh lễ: thánh lễ bắt tem và lễ tiệc thánh. Trong khi chúng ta học thánh lễ này thì chúng ta ôn lại một chút về cái hội thánh, về phần hội thánh mà chúng ta đã học từng rồi á. Xin mời cô chú, ông bà chị em chúng ta, ai có tài liệu thì mình dở ra trong trang 39 mình ôn lại ạ. Mình sẽ công bố câu gốc ngang hội thánh. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Tôi sẽ công bố ba lần về câu gốc. Nhưng anh em là dòng giống được Đức Chúa Trời lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Lần nữa, nhưng anh em là tất cả chúng ta, là dòng giống được Đức Chúa Trời lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Amen. Chúng Amen. ta cảm Amen. ơn Chúa vì chúng ta là những người mà đáng lẽ là hư mất, chết mất rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta đang ngồi ở tại nơi đây, bên mặc dầu chúng ta tuy lỡ xa, mỗi một người một nơi, nhưng mà Đức Chúa Trời gọi chúng ta là dòng giống được Đức Chúa Trời Ngài lựa chọn. Tất cả chúng ta là dòng giống được Đức Chúa Trời lựa chọn. Chúng ta được làm thầy tế lễ của nhà vua, và chúng ta được làm dân thánh thuộc về dân của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều được thuộc về dân Đức Chúa Trời. Thì chúng ta là hết thảy những người phải thuộc về dân của Đức Chúa Trời, thì chúng ta rao giảng nhân đức của Đấng mà gọi chúng ta đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúng ta phải biết được cái điều mà chúng ta hết sức là được phước hạnh và được ân điển lớn lao. Chúng ta không đủ lời đủ tiếng. Mình là có là ai đâu mà giờ mình được là dòng giống được Đức Chúa Trời lựa chọn. Ngài đã lựa chọn chúng ta từ khi sáng thế. Mà hôm nay chúng ta được ngồi ở đây không phải ngẫu nhiên tình cờ, cũng không phải là chúng ta giỏi chúng ta hay, nhưng mà bởi ân điển lớn lao diệu kỳ của Chúa mà mình đã được ngồi tại nơi đây. Đây là đặc ân lớn nhất mà chúng ta mỗi ngày dâng lời cảm tạ Chúa. Amen. Chúng ta để mình biết, mình học để mình biết đây là một cái nền tảng để mình biết về hội thánh. Hội thánh ở đây thì cái dẫn nhập diễn tả cho chúng ta là hội thánh là một công trình kiến trúc tuyệt vời đồ sộ, chính ai? Chính Đức Chúa Trời là bản vẽ thiết kế. Đức Chúa Giêsu là thợ thi công hoàn toàn hoàn hảo trọn lành. Đức Thánh Linh Ngài là đấng tô điểm và trang trí một cách ngăn nắp và tráng lệ. Mình thấy tất cả chúng ta là một công trình mà Đức Chúa Trời Ngài đã ngày như là một ngày ngày dí như là một ngày nắng, như một cái ngày đồ sộ mà chính Đức Chúa Trời Ngài nắng. Rồi Chúa Giêsu là đang thi công trên đời sống của chúng ta. Rồi Đức Thánh Linh đó là hàng ngày
tô điểm cho chúng ta, trang trí cho chúng ta, để rồi thân thể chúng ta đẹp bên trong và đẹp luôn cả bên ngoài, để cho đến ngày mà mỗi ngày mình làm sáng danh của Chúa, mà đến ngày Chúa Giêsu này trở lại, mình thấy tất cả chúng ta, mỗi con người chúng ta là những người được tin nhận Chúa Giêsu. Mình thấy đó trong Phi-e-rơ, mà khi ông đã nhận, ông được, khi Chúa Giêsu hỏi là các ngươi nói ta là ai, thì Phi-e-rơ nói Chúa Giêsu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời sống. Khi mà Phi-e-rơ tin nhận Chúa Giêsu rồi đó, thì lúc đó Chúa Giêsu ngài ngài phán là gì? Hỏi Phi-e-rơ. Tu là đắng suy hạ Giêsu công nào, đắng quảng Chúa Giêsu nói sao? Hỏi thánh quảng quảng công bố thành lập là còn Phi-e-rơ, ta bảo ngươi rằng ta đã lập, Phi-e-rơ, ta lập ngươi hội thánh trên đá này, cửa âm phủ không thắng được hội đó. Khi mà Phi-e-rơ nhận biết Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu ngài đã nói là Chúa lập hội thánh trên dần đá, thì tất cả chúng ta giờ này chúng ta ngồi ở đây thì mình cũng đã tiên sinh Đức Chúa Giêsu, mình đã nhận biết Chúa Giêsu, thì tất cả chúng ta được là Chúa đặt trên dần đá. Trên cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta là viên đá, còn Chúa Giêsu là dần đá, thì chúng ta là những cái viên đá phải bám trên cái dần đá. Rồi từ đó hội thánh bao gồm những người tiên sinh đức tin, nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình, được biệt riêng, kêu gọi ra khỏi thế gian, trở nên dân thánh cho Đức Chúa Trời bởi quyền năng cảm hóa từ Đức Thánh Linh. Từ khi mà Chúa Giêsu, từ khi mà Đức Phi-e-rơ nhận biết Chúa Giêsu đó là con của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa tất cả bao gồm tất cả chúng ta giờ cũng vậy, người nào mà tin nhận Chúa Giêsu, thiên sinh đức tin của mình, thì được biệt riêng ra khỏi thế gian để được làm con của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta là những người được biệt riêng, được kêu gọi ra. Mà bây giờ mình đã được Chúa nói là mình nhận Chúa, tin nhận Chúa Giêsu là Chúa biệt riêng ra, bao gồm hết tất cả người nào tin nhận Chúa Giêsu gọi là hội thánh. Tất cả chúng ta là những người, mỗi người chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, riêng tư cá nhân của chúng ta, mà chúng ta hiệp lại. Hiện tại bây giờ chúng ta ngồi trên phòng Zoom này, nhưng mà Chúa cũng gọi chúng ta là hội thánh. Nhiều người hiệp lại gọi là hội thánh qua quyền năng cảm hóa của Đức Thánh Linh. Thì tất cả chúng ta đều là thân thể của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên mình nhận biết điều đó, để không, mình không biết rõ, mình tính không biết cái hội thánh là gì. Tôi nhắc lại là gì? Có những cô chú là tưởng đâu cái nhà thờ, chỗ mà mình thờ phượng, chỗ mục sư bảo đó là cái hội thánh. Nhưng mà mình nhận rõ là tất cả chúng ta là những người tiên sinh Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và được biệt riêng ra, rồi nhiều người hiệp lại gọi là hội thánh. Cho nên mình nhận biết rõ điều đó, hội thánh là tất cả mỗi người chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu và những người được biệt riêng ra, những người nhận. Rồi, hội thánh được mô tả như thế nào? Hội thánh được mô tả là hội thánh là bầy chiên của Đức Chúa Trời. Thầy ôn lại thôi, tại vì đó là nói là hội thánh, gọi này là bầy chiên thì nói về số đông, phải không quý vị? Hội thánh là bầy chiên của Đức Chúa Trời. Rồi hội thánh cũng là thân thể của Đấng Christ. Rồi, hội thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Rồi, hội thánh là công dân của Thiên Quốc. Cái mô tả của hội thánh cho chúng ta là tất cả chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu gọi là bầy chiên của Đức Chúa Trời. Người thân thể của Đấng Christ là thân thể của Chúa Giêsu, vì chúng ta mà Chúa phó cho mình. Rồi, hội thánh là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Mình biết tất cả chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu là đền thờ Đức Thánh Linh ngài đang ngự trong chúng ta. Khi mình tin nhận Chúa Giêsu đó thì Đức Thánh Linh ngài bước vào đời sống của chúng ta, để bước vào để tái sanh đổi mới chúng ta được sanh lại trong đời sống của tâm linh, là thân thể của chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngài đang ngự. Thì vậy mà mình nhận biết cái điều đó để mình có ý thức, mình biết Đức Thánh Linh đang ngự trong tôi và quý vị, thì mình sống, mình nhờ cậy Chúa mỗi ngày để rồi mình được biến đổi đời sống của mình, để mình không làm buồn Đức Thánh Linh nữa. Có khi chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh rất là nhiều nhưng mà mình không nhận biết điều đó. Có khi mình nghĩ là Chúa không có ở trong mình, Chúa ở đâu trong ở đâu á chứ không phải ở trong mình, cho nên điều đó mình dễ làm buồn Chúa lắm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta điều đó. Và hội thánh cũng là công dân của Thiên Quốc. Hiện tại chúng ta đang sống ở
trên đất, nhưng mà chúng ta là công dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta là công dân ở thiên đàng. Chúng ta sống ở đất cũng như ở trời. Mình sống ở đây nhưng mà hộ khẩu mình có trên thiên đàng chưa quý vị? Có hết. Chính tôi và quý vị khi mà tin nhận Chúa Giêsu là mình phải biết chắc một điều là mình đã có hậu khẩu, mình đã có tên vào sách sự sống, thì mình còn lo gì nữa không quý vị? Mỗi ngày mình còn sống, mình còn thở, ngày nào mình thở là mình cảm ơn Đức Chúa Trời chưa có đem mình về. Thì mình đây là một cái cơ hội mà mình có cơ hội để mình sống cho Chúa, mình hầu việc Chúa. Còn nếu như mà ngày nào mình qua đời thì mình phải biết, ai cũng biết chắc chắn có cô chú, có những cái cô chú đó tôi cũng chăm sóc rất là lâu. Mà cổ nói sao? Kinh Thánh nói thì nói vậy chứ không biết có không, tin tin đại gì. Mình thấy quá vô tính với lời Chúa không quý vị? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi quý vị, mình không có vô tính với lời Chúa được. Chúa nói mình là con dân của Thiên Quốc thì mình biết mình là con dân của Thiên Quốc. Chúa nói mình là chức thầy tế lễ nhà vua, Chúa nói mình là thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh ngự thì mình biết Đức Thánh Linh đang ngự trong mình. Cho nên tôi đọc cái câu Kinh Thánh này, Philip đoạn đoạn 3 câu 20 nè. Nhưng chúng ta là công dân ở trên trời, từ ấy nơi đó mà Đức Chúa Trời trông đợi, từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa của mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có trông đợi không? Có nghĩa là mình là hiện tại mình sống ở đây thì mình chỉ tạm bợ thôi một thời gian nào đó thôi, chứ mình đâu có phải là sống ở đây luôn tới đời đời đâu, chỉ có một đời thôi. Nhưng mà mình biết chắc rằng là mình là con dân của Thiên Quốc, thì bây giờ mình sống ở đất thì mình cũng sống ở trời. Mình cũng sống như thế nào để cho mọi người thấy mình là con của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên mình biết rõ là mô tả của Hội Thánh cái cuối cùng là chúng ta, mỗi người chúng ta là con dân của Thiên Quốc. Thì mình xin Chúa giúp đỡ cho mình. Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 1 câu 2 cũng nói, cũng cũng có nói cho mình đó. Ai đã được sống lại với Đấng Christ thì tìm cái sự ở trên trời, đừng tìm sự ở dưới đất nữa. Tôi không đọc hết câu Kinh Thánh nhưng mà đoạn 3 và câu 1 câu 2 có nói điều đó. Thì mình hiện tại mình đang ở dưới đất, mình đang rõ ràng là chúng ta được ở dưới đất, đang ở hiện tại. Nhưng mà chúng ta mỗi ngày chúng ta có tìm sự trên trời không quý vị? Có đó. Hằng ngày nè, mình nhóm lại rồi mình đọc lời Chúa, mình tìm hiểu Chúa và mình cầu nguyện để mình hầu việc Chúa. Ở đây mình đang tìm cái sự ở trên trời. Chứ mình cũng không có tìm sự ở dưới đất. Mặc dầu mình hiện tại đang sống dưới đất, nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta tất cả đều tìm cái sự ở trên trời. Đó là nơi Đấng Christ Ngài đang hồi bên hữu Đức Chúa Trời. Mình trông đợi cứu Chúa của mình. Ai cũng vậy, tôi cũng vậy và quý vị cũng vậy, hết sức là trông đợi cái điều này. Rồi, cái thứ hai là sứ mạng của Hội Thánh là gì? Sứ mạng của Hội Thánh là chúng ta phải tôn thờ Đức Chúa Trời. Tôn thờ Đức Chúa Trời không phải là chúng ta tôn thờ Đức Chúa Trời là hàng ngày, mà khi mà chúng ta nhóm lại thì chúng ta hát ngợi khen Chúa là chúng ta tôn thờ và hát ca đâu. Nhưng mà chúng ta tôn thờ cả cuộc đời của chúng ta. Khi mà chúng ta biết rằng là đây là mạng lệnh mà tất cả chúng ta là những người nhận được mạng lệnh, chúng ta được gọi là Hội Thánh, thì mình phải tôn thờ Đức Chúa Trời từ bên trong cho lẫn bên ngoài. Từ bắt đầu từ khi mà mình tiếp nhận Chúa đó thì mình phải có cái khái niệm của mình, cái động cơ của mình là tôn thờ Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Thì nếu như mình muốn tôn thờ Đức Chúa Trời thì mình phải từ bỏ cái đời sống cũ của mình. Ở đây trong Thi Thiên, tác giả Thi Thiên câu đoạn 29 câu 1 và câu 2. Hỏi các con của Đức Chúa Trời. Mình được gọi là Hội Thánh rồi, hôm nay là đây là mạng lệnh. Mà hỏi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, đáng xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Ở đây là mạng lệnh cho tất cả chúng ta là những người được gọi là dân thánh, được gọi là dân biệt riêng. Đây là mạng lệnh mà ai cũng phải dâng theo cái mạng lệnh này, mà ai cũng phải là mặc trang sức thánh. Làm sao mình mặc được đây quý vị? Phải có lời của Đức Chúa Trời, phải có đọc lời của Đức Chúa Trời và áp dụng làm theo lời của Đức Chúa Trời thì mình mới mặc được. Còn nếu như mà mình đọc lời Đức Chúa Trời rồi, mình đọc mình nói ôi câu này hay quá, Chúa dạy hay quá, câu này tôi thuộc hết trơn rồi, nhưng mà mình không áp dụng thì điều đó nó cũng không hiệu quả gì. Mình mặc trang sức thánh. Cho nên Chúa không muốn mình theo cái tôn giáo, hay là không muốn mình mặc những cái chiếc áo nhớp
bên ngoài, nhưng mà Chúa muốn tôi và quý vị mặc trang sức thánh từ bên trong cho lẫn bên ngoài. Mình xin Chúa giúp đỡ, xin Đức Thánh Linh giúp đỡ cho mình để mình được mặc. Xin lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày đánh động trong lòng của chúng ta để chúng ta được thay đổi. Kinh Thánh nói trong Tin Lành Giăng đoạn 15 nói gì? Các con được sạch là nhờ lời ta bảo cho. Thì mình muốn thánh sạch, mình muốn mặc trang sức thánh cho đời sống của mình từ bên trong lẫn bên ngoài. Mình không còn muốn mặc chiếc áo nhớp nữa. Nói chung là tất cả tôi và quý vị ai cũng vậy, không phải là một riêng một con người nào, nhưng mà sức của mình không làm được quý vị. Sức mình không thể nào mà mặc được trang sức thánh, nhưng mà phải nhờ cậy Đức Thánh Linh hoàn toàn. Để rồi mình đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa thì mình mới mặc được trang sức thánh của Chúa. Mình xin Chúa cho tôi và quý vị mặc được chiếc áo công nghĩa bên trong tấm lòng, và chiếc áo tình yêu thương, và chiếc áo ngợi khen để người ta nhìn thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Đây là mạng lệnh mà chúng ta phải tôn thờ Đức Chúa Trời, là hết thảy chúng ta là những người được tin nhận Chúa Giêsu, những người là được gọi là dân thánh, là con của Đức Chúa Trời, thì xin Chúa cho mình mỗi ngày để mình từ bỏ tội lỗi của mình, từ bỏ cái đời sống cũ, điều gì mà còn vướng víu trên đời sống của mình thì mình xin Chúa cho mình lội ra mỗi ngày. Muốn lội tội lỗi mỗi ngày thì không còn bằng cách nào, bằng cách chúng ta phải có lời của Chúa, phải đọc lời của Chúa mỗi ngày, phải nghe lời của Chúa mỗi ngày, và nghe và làm theo, áp dụng nữa, thì chúng ta mới bỏ được cái đời sống cũ. Cho nên mình xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị, để rồi cái mạng lệnh đầu tiên là chúng ta phải tôn thờ Đức Chúa Trời. Tôn thờ Đức Chúa Trời thì phải mặc trang sức thánh cả cuộc đời của chúng ta, không phải hôm nay đến nhà thờ hát ca là thờ phượng đâu. Điều đó là không phải là cái chính đâu, nhưng mà chính hết tất cả trong cuộc đời của chúng ta, bất cứ điều nào mà chúng ta trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta phải tôn thờ Đức Chúa Trời. Cách ăn, cách mặc, cách nói, cách bất cứ điều gì, lời nói, cử chỉ, việc làm của chúng ta là tôn thờ Chúa hết. Ngoài chợ hay là chỗ làm hay là công ty hay là nơi chúng ta ở, chúng ta đều tôn thờ Đức Chúa Trời, để rồi qua đó mà người ta thấy Chúa qua mình. Cái thứ hai nữa là gì? Hãy khoe mình ở trong Chúa. Xin Chúa cho chúng ta là những người làm theo sứ mạng của hội thánh. Sứ mạng của hội thánh là phải khoe mình ở trong Chúa. Ví dụ chúng ta làm được điều gì đó cho Chúa, dẫn một người anh chị em nào đến với Chúa, hay là mình làm được cái gì mà anh em mình chưa làm được, thì mình cũng đừng có nên là mình khoe mình hơn anh này hay là chị kia. Tôi làm được còn anh đó làm không được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị hãy khoe. Có khoe thì khoe mình ở trong Chúa. Bởi vì nhờ ân điển của Chúa, nhờ ân điển của Chúa và cảm ơn Chúa vì Chúa dùng tôi để tôi được phục vụ, hay là dùng tôi để tôi được hầu việc Ngài, dùng tôi để rồi cầu nguyện cho người này người kia, hay là đem người về với Chúa. Đó là bởi cái sự khoe mình của chúng ta ở trong Chúa. Có những lúc mà chúng ta không có, mình cũng có khoe Chúa đó, nhưng mà trong đó cũng có dính díu một chút của chúng ta. Quý vị không có, chứ lúc trước là tôi có vậy luôn. Nhưng mà điều đó xin Chúa giúp đỡ. Ai cũng không có hoàn hảo quý vị, ai cũng không có đi với Chúa mà hoàn hảo hết. Chúng ta là những người còn đang sống trong thế gian này, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình. Nếu mà mình mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nếu mà mình làm được cái gì cho Chúa, mình là người đang hầu với Chúa, hãy khoe mình ở trong Chúa. Và cái thứ ba nữa là gì? Hãy gây dựng cho nhau. Xin Chúa giúp đỡ cho mình, phải xin Chúa cho mình có ơn gây dựng, ơn khích lệ, ơn làm chứng, để rồi tất cả những các ơn mà Chúa cho mình đó, để mình hết sức mà mình gây dựng cho thân thể của Đấng Christ. Chứ mình không có dựng anh em mình lên để mình gây, bởi vì tất cả chúng ta đều là thân thể của Đấng Christ hết, đều là đền thờ Đức Thánh Linh ngài ngự hết. Thì thân thể nào yếu đuối thì mình cũng cần trao Chúa. Ở đây Kinh Thánh ấy là ngài cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, người khác làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc chức dịch và gây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân được tầm thước vóc vạc trọn vẹn của Đấng Christ. Cho nên tất cả chúng ta phải biết mỗi người là Chúa ban ân tứ khác nhau, mỗi người có khả năng khác nhau, thì mình không có nên là mình bởi ân điển Chúa cho anh em mình được làm cái chức vụ gì đó mà mình thấy hơn anh em của mình, và anh chị em mình chưa có làm được, thì điều đó mình cần cầu nguyện và gây dựng khích lệ, chứ không nên chỉ trích, cũng không nên đoán xét điều đó. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta là mạng lệnh của hội thánh là phải gây dựng, bởi vì tất cả chúng ta đều là thân thể của Đấng Christ.
Không có ai mà ngoài thân thể của đấng Christ hết. Vì vậy mà chúng ta phải có cái sự gây dựng. Rồi cái thứ tư cuối cùng là khiến người ta trở nên môn đồ của Chúa, cũng là mạng lệnh. Matthew đoạn 28 câu 19 20. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh làm phép bắt tem cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở với các ngươi cho đến tận thế. Đây là mạng lệnh mà Chúa Ngài đã sai phái các môn đồ hồi xưa, thì hôm nay Chúa cũng nhắc lại cho tất cả chúng ta là những người cũng được Chúa sai phái. Chúng ta đi làm việc, chúng ta làm công việc của Chúa, chúng ta làm bất cứ điều gì, nếu mà chúng ta nhờ cậy Chúa mà mình làm theo ý Chúa thì Chúa luôn đồng công với mình. Mà nếu chúng ta làm theo thích riêng thì Chúa không có đồng công với mình đâu quý vị. Bởi vì Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, nhưng mà ba ngôi là một đều liên kết với nhau. Đức Thánh Linh là đấng thay thế Chúa Giêsu, thì mình làm việc bất cứ việc lớn việc nhỏ gì mình phải lệ thuộc vào Đức Thánh Linh hoàn toàn, để Chúa Ngài luôn đồng công với chúng ta, để trong khi đó chúng ta là những người của chúng ta là những người tin Chúa, những người chúng ta là được kêu gọi, thì chúng ta phải khiến cho người khác trở nên môn đồ của Chúa. Rồi đó là cái phần hết kết thúc cái phần thứ hai tôi nhắc lại. Giờ chúng ta bước qua phần lao mã thứ ba. Ở đây chúng ta học về thánh lễ, thì hồi nãy tôi có nói đó, có hai thánh lễ. Cái thứ nhất là lễ bắt tem, thứ hai là lễ tiệc thánh. Chúng ta bắt đầu mình cùng theo dõi . Lễ bắt tem ở đây, thánh lễ bắt tem ở đây thì ở trong là làm thứ nhất là làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời. Thứ hai là đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Đấng Christ. Cái phần thứ ba là liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Thứ tư là mạng lệnh của Chúa Giêsu. Chúng ta đi từng phần. Làm chọn sự công bình của Đức Chúa Trời. Lễ bắt tem là làm chọn sự công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây trong Matthew đoạn 3 câu 15 câu 17 tôi sẽ công bố lời Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp: Bấy giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm chọn công việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép bắt tem rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra. Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài, tức thì có tiếng từ trời phán rằng: Này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đức Chúa Giêsu Ngài làm chọn cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Cái lúc mà Ngài ở xứ Galilee, Ngài tới đó thì mà Giăng Báp-tít là không có dám làm phép bắt là không có dám làm bắt tem cho Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu nói sao? Cứ làm đi, cứ làm đi, vì chúng ta nên làm trọn công việc công bình như vậy. Thì ở đây đó, Đức Chúa Giêsu Ngài làm trọn cái sự công bình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn làm hết cho trọn. Ngài làm trọn cái sự công bình của Đức Trời. Khi Ngài làm xong thì tức là có tiếng từ trời phán: Này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thì mình thấy á, cái phép bắt tem này là đây là cái sự làm trọn. Cái sự làm trọn Chúa Giêsu Ngài vâng lời Đức Chúa Trời, Ngài làm trọn hết những cái mạng lệnh mà Đức Chúa Trời Ngài giao cho. Thì nó có phải ai mình tin nhận Chúa Giêsu, có phải ai muốn bắt tem thì bắt, còn ai không thì không không quý vị? Không có điều đó. Ai cũng phải bắt tem, bởi vì ở đây chính Chúa Giêsu Ngài còn làm, chính Chúa Giêsu Ngài còn làm chọn cái sự công bình cho Đức Chúa Trời. Mà chúng ta hiện tại là chúng ta là cũng là con của Đức Chúa Trời, mà chúng ta không làm chọn cái sự công bình này sao quý vị? Cho nên tất cả chúng ta ai cũng phải làm chọn cái sự công bình của Đức Chúa Trời, để chúng ta dự phần với Đức Chúa Giêsu, để chúng ta làm bắt tem đây là chúng ta dự phần với Chúa Giêsu, và chúng ta cũng làm gì, cũng đồng làm chọn cái sự công bình với Đức Chúa Trời, để Chúa Ngài cũng sẽ nói với chúng ta là: Này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Mình có mong điều đó không quý vị? Mình có sống muốn sống đẹp lòng Chúa không? Không phải là ai tin Chúa rồi không bắt tem. Phải có sự bắt tem. Phải bắt tem mới được. Nhưng mà có những cái sự thôi, một lát nữa tới cái đó tôi sẽ nói về vấn đề kia. Cho nên có mình phải cái bắt tem là mình lễ bắt tem đây là mình phải làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Ngài làm trọn công bình Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm gương cho hết tất cả chúng ta, thì giờ này chúng ta cũng phải làm
phải noi theo tấm gương này mà làm trọn sự công bình của Đức Chúa Cha. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, ai cũng phải đều bắt tem, nhưng mà tùy theo, để một lát nữa học tới cái phần dưới tôi sẽ giải thích điều đó. Cho nên ở đây mình, tất cả chúng ta là những người phải làm phép bắt tem, chứ không nói là thôi tôi làm phép bắt tem tôi không làm. Trừ ra mình rồi có một cái gì mà hoàn cảnh gì mình không đến được hay là gì đó, thì nó có mấy cái phương cách mà để mình bắt tem. Và cái cũng có cái tối thiểu mà cái tên cướp cũng không có bắt tem nữa quý vị. Cho nên nó cũng có nhiều cái trường hợp lắm. Rồi, cái thứ nhất là mình nhớ đó, bắt tem là làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại là tất cả chúng ta cũng phải, Chúa Giêsu làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng xin Chúa cho mình làm trọn sự công bình của Đức Trời. Ai tin Chúa phải chịu bắt tem, sớm muộn gì cũng phải bắt tem. Cho nên trong hội thánh thiên ái đó, mỗi một năm đó mà còn nhóm lại đó, thì có khi một năm bắt tem 3 lần hoặc là 2 lần, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Những người mà tin Chúa đông đó thì mục sư kêu gọi, để rồi ai chưa làm bắt tem đó, thì tất cả chúng ta là những người mà chăm sóc đó, những người mới trở về đó, thì mình nhớ để mình gọi anh em mình đến để làm lễ bắt tem, làm phép bắt tem. Cho nên ai cũng phải làm điều đó, chứ không phải là tin Chúa mà không bắt tem. Mình phải làm, cho nên Chúa Giêsu làm thì chúng ta phải làm. Rồi, cái điều thứ hai nữa là gì? Lễ bắt tem là đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Đấng Christ. Đây là cái điều hệ trọng nè quý vị. Trong Roma đoạn 6 câu 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắt tem trong sự chết với Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống đời mới thể ấy. Amen không quý vị? Cái bắt tem á, cái lễ bắt tem là cái thứ hai là đồng chết và đồng chôn và sống sống lại với Đấng Christ. Chúng ta những người mà có bắt tem rồi thì mình biết rồi đó. Khi mình lớn mình bắt tem á thì mình phải dìm mình xuống nước không quý vị? Dìm mình xuống nước coi như là khi mà mình dìm mình xuống nước là coi như là mình chìm xuống con người cũ, mình bằng lòng để rồi chết con người cũ, rồi mình chôn, mình nổi lên, mình đồng chôn, rồi mình khi mình nổi lên á là mình thấy mình phải là con người của mình, là người cũ mình là phải chôn ở dưới chỗ đó. Cái đó là một cái tưởng tượng của chúng ta, phải nghĩ sâu như vậy. Cho nên á, cái bắt tem này là chúng ta đồng chết và đồng chôn, không phải chết là chúng ta chết là như chết ngủ, nhưng mà chết cái đời sống cũ của chúng ta. Khi mà mình bước vào cái bắt tem đó là mình biết mình chết cái đời sống cũ của mình, có như là khi mình tin nhận Chúa là mình hoàn toàn thuộc về Chúa, mình đã được sanh lại rồi. Thì Chúa Giêsu Ngài làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời, thì mình đến mình làm gì? Mình xuống bắt tem là khi mà mình nhấn chìm mình xuống nước đó là mình chết rồi bắt đầu mình nổi lên, thì mình thấy cái mình con người của mình đã chôn ở dưới rồi. Thì cái đó là mình thấy, mình phải có cái sự tưởng tượng, chứ không phải là như bình thường rồi mình thấy đơn giản rồi nhúng nước rồi nổi lên bình thường quý vị ơi. Mình phải có một cái tưởng tượng, đó là khi mà mình chìm xuống, mình được dìm xuống xong rồi mình nổi lên là mình nhìn xuống ngoài lại đó, là mình nghĩ là con người mình đang chôn ở dưới đó, con người cũ, cái đời sống cũ, xác thịt bản ngã của mình mà trước khi mình chưa tin Chúa đó, nó rất là nhiều cái bản ngã và cái tội lỗi của mình. Thì khi mình bắt tem đó là đó là bởi đức tin mà mình thấy con người mình đã chôn ở dưới rồi. Có những cái có những tôn giáo thì người ta muốn thay đổi cái đời sống cũ, nhưng mà làm sao thay được quý vị? Không thể nào thay được, không thể nào thay được. Nhưng mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta biết Chúa Giêsu là đấng có quyền năng để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Thì ở trong Cô Kinh Tô nhì đoạn 5 câu 17 cũng nói, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ sẽ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mà bây giờ chúng ta là những người đã bằng lòng để rồi tin nhận Chúa Giêsu, rồi bằng lòng để đến bắt tem, rồi mục sư, rồi những người mà có thuộc linh đó làm bắt tem cho mình, là mình đồng. Có khi mà mình làm bé bắt tem thì mục sư có hỏi không, anh có bằng lòng để rồi chết và chôn và sống lại với Chúa Giêsu không? Thì lúc đó ai cũng nói sao, tôi bằng lòng. Thì lúc đó mình phải biết cái đời sống của mình bằng lòng, mà khi mình dìm xuống là mình biết mình cái đời sống cũ đã chết rồi quý vị. Nổi lên là mình đồng sống lại với Chúa Giêsu. Cho nên mình biết khi mà mình nhớ
mình nổi lên là mình biết mình hoàn toàn trở thành một con người mới. Nếu mà mình cảm nhận được cái điều đó thì tất cả quý vị và tôi đều thấy mình con người mình là mới, mà mới hoàn toàn. Có những số anh em đó đi bắt tem về đó thì trong cái sự không hiểu biết á, những người mới mà chưa có nhận được, chưa có biết rõ được là bắt tem là cái gì, tính đâu là lới đới đó, rồi nước đó là nước thánh, nhúng xuống rồi là bắt đầu về thay đổi, về là khỏe quá, ôi bữa nay tôi ra hội thánh tôi nhúng được nước thánh. Mình thấy không, có những cái điều mà mấy anh em không có hiểu biết, cái đó là mình bởi tượng trưng mà mình xuống đó mình bắt tem rồi để mình biết được đó là cái đức tin, bởi đức tin mà mình làm chọn cái sự công bình của Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu ngài đã làm ra cho mình trước. Cho nên tất cả chúng ta nếu mình biết được cái điều đó, khi mình ai mà đã trong chúng ta đã làm bắt tem rồi thì mình nhớ, mình lúc đó thì mình không suy nghĩ được, nhưng mà bây giờ khi mà học ra đó thì mong rằng quý vị hiểu, ai chưa bắt tem thì mai mốt mình cũng sẽ hiểu điều này. Mình bắt tem đây là mình đồng chết, là chết cái đời sống cũ của mình và đồng chôn cái đời sống cũ kỹ của mình. Cái đời sống cũ của mình là đời sống chết. Rồi mình khi mà mình nổi lên đó là mình cảm thấy là cái đời sống cũ mình đã chôn rồi, thì bắt đầu mình thấy mình đồng sống lại với Chúa Giêsu. Thì ba cái điều đó là chúng ta, cô chú nào mà các thành viên nào mà mới trở lại chưa có được làm phép bắt tem á, thì mai mốt khi mà chúng ta được làm phép bắt tem thì chúng ta phải hiểu điều này. Chết đây là chết cái đời sống cũ chứ không phải là chết cái con người mình chết như là chết thiệt luôn. Nhưng mà cái đời sống cũ chốt mình chết mình vẫn còn sống, nhưng mà cái chết cái thân xác cũ của mình, tôi nói đi nói lại. Cho nên khi mình biết được mình là tạo vật mới của Đức Chúa Trời, ai ở trong Đấng Christ thì bây giờ mình thấy mình có ở trong Đấng Christ chưa, là mình biết mình là tạo vật mới của Đức Chúa Trời. Mọi sự cũ chứ đâu phải là một sự đâu quý vị, mọi sự cũ sẽ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cho nên tất cả chúng ta đều biết bắt tem thứ nhất là làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời, cái thứ hai là chúng ta đồng chết và đồng chôn và sống lại với Chúa Giêsu Đấng Christ. Rồi đó là một cái điều, đó là phần thứ hai. Rồi thứ ba là liên liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba là chúng ta bắt tem là chúng ta liên lạc lương tâm tốt với Chúa Trời. Ở đây Kinh Thánh Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 21 và câu 22, sứ đồ Phi-e-rơ nói với hội thánh: phép bắt tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải làm sạch ô uế của thân thể, nhưng là một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được lên trời, nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế hết thảy đều phục ngài. Thì cái bắt tem đây á, là chúng ta được liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Đây là một cái ảnh tượng chứ không phải là khi mà xuống bắt tem mà làm sạch thân thể như hồi nãy tôi nói đó. Mấy anh em không biết, chưa có hiểu rõ, chưa có nắm rõ đó về cái nền tảng đó, thì đi bắt tem về nó hôm nay ra ngoài hội thánh nó bắt nó mà nhúng xuống nước thánh đó, chè ngô về nó khỏe hết biết luôn, sao mấy ngày sau nó còn bệnh lại nữa. Mấy anh em thấy đó là một cái điều nguy hiểm mà cho chúng ta không có hiểu biết. Rồi có khi về rồi đồn đãi ra hội thánh tắm nước thánh đồ này kia. Cho nên mình phải biết rõ đây là một cái tượng trưng mà chúng ta tiên xưng đức tin bên trong của chúng ta và chúng ta công khai qua bên ngoài. Hôm nay chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta có tên, có hậu khẩu trong cái nước thiên đàng. Chúng ta có tên vào sách sự sống. Cái đây là một cái sự tượng trưng thôi mà bởi đức tin chúng ta công bố. Ở đây Chúa Giêsu được đấng Christ lên trời và nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế đều phục với ngài. Thì tất cả thiên sứ và những cái quyền thế đều phục, thì chúng ta có phục không? Cho nên khi chúng ta mà được bắt tem đó thì chúng ta biết là liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Chúng ta được liên lạc, chúng ta được giao thông với Đức Chúa Trời qua ai? Qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ mới làm sạch tội của chúng ta thì chúng ta mới liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời được. Cho nên cái bắt tem đây là mình không, cái đây là một cái sự tượng trưng. Cái tượng trưng để rồi chứ không phải là xuống đó rồi mình nhúng rồi nó sạch luôn bên trong và luôn cả bên ngoài. Nhưng mà quan trọng là bên trong của chúng ta, là những người chúng ta có biết được cái nền tảng, biết được là Chúa Giêsu
là đấng chết thay tội mình hay không. Rồi chúng ta tiên sinh ra để rồi trong đó chúng ta được giao thông với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Đó là lương tâm. Chúng ta tiên sinh bên trong của chúng ta nói ở trong lòng, chúng ta tiên sinh ở trong lòng, nhưng mà chúng ta cũng phải công khai qua bên ngoài. Cho nên khi mà mấy lần làm lễ bắt tem đó, thì ở hội thánh có giấy nè, rồi có người ghi nè, rồi ai được bắt tem là có cái giấy chứng nhận. Cái đó là làm cho tôi và quý vị để mình biết chắc rằng là mình nhớ thôi, nhưng mà cái miếng giấy đó không phải là mất cái miếng giấy đó rồi mình không còn nha quý vị. Quan trọng là mình để trong cái tấm lòng của mình. Đó là để cho mình thấy được mình hợp pháp thôi, bên trong và tiên sinh bên trong và công khai qua bên ngoài. Cho nên đó tôi nhắc lại lễ bắt tem. Cái điều thứ ba ở đây là bắt tem là một, bây giờ là một cái ảnh tượng của mánh tưởng và sự ấy để rồi cứu anh em. Phép ấy không phải làm sạch ô uế thân thể, nhưng là một sự lương tâm, một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị, tất cả đa phần là cô chú là những người mới đó, thì mình chưa nắm rõ điều này. Cho nên mình hiện tại mình có ở trong phòng này, xin lấy viết giấy mình ghi lại, hoặc ai có tài liệu mình theo dõi cho chính xác, để sau này mà mình có làm lễ bắt tem đó là mình không có bị lấn cấn về vấn đề này, mình không có nghĩ sai về cái việc lễ bắt tem này bằng nước. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị là liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời và tiên sinh ở bên trong và công khai qua bên ngoài là mình thuộc về Chúa Giêsu hoàn toàn. Hôm nay là mình thuộc về vương quốc của Chúa hoàn toàn. Cái đó là một cái ấn chứng bởi đức tin, bởi lòng tin của chúng ta. Amen không quý vị? Rồi, cái mạng lệnh cuối cùng của lễ bắt tem này là gì? Mạng lệnh của Chúa Giêsu. Trong Mát đoạn 16, câu 15 và câu 16. Ngài, Chúa Giêsu, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin chịu phép bắt tem sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Ở đây có cũng cũng có nhiều cô chú là lấn cấn về cái vấn đề này nữa. Nói là không bắt tem thì cũng 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 không có được cứu. Rồi mình thấy đó, ví dụ như tất cả chúng ta là còn khỏe mạnh, còn đi được thì đến hội thánh phát tem hoặc là nơi nào đó mà cô chú của mình là những người trưởng thành đó, mà đi cái nơi nào hẻo lánh xa quá cũng có thể là nói điện với mục sư là mình cầu nguyện bắt tem cho người đó cũng được. Nhưng mà có cái điều là có người người ta nằm một chỗ người ta không thể đi được, ví dụ như người ta bệnh, ta tin Chúa mà người ta tai biến, ta nằm một chỗ, thì mình có cái phương cách cho, một là gãi nước và hai là xối nước. Cái đó là nó có hai cái phương cách mà chúng ta bắt tem cho những người tín hữu mà đã cần được bắt tem đó. Còn có những cái trường hợp thí dụ như có những cái cô chú mà người ta bệnh, đã người ta bệnh là tới thời kỳ cuối, thí dụ như ung thư đi, một hai ngày nữa người ta qua đời, thì mình không kịp bắt tem thì mình nhớ lại cái tên, cái tướng cướp mà khi mà lên thập tử giá mà ba người, hai người hai bên không, thì lúc đó thì tên cướp đó cũng đâu có bắt tem đâu quý vị. Nhưng mà cái đó là tối thiểu nghe, chứ không phải là ai cũng lấy cái điều đó mà làm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mình, cái đó là tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà mình ứng xử thôi. Ví dụ người ta mới tin Chúa một chút người ta qua đời liền thì ta cũng đâu có được bắt tem, ân điển của Chúa cũng sẽ cứu. Nhưng mà nếu còn mạnh khỏe nè, nếu như chúng ta còn mạnh khỏe, còn đi được, còn bắt tem được, còn cơ hội, thì một là gưới nước, hai là đổ nước. Ở đây tôi nói để cái gì, đây là tôi có làm rồi, bởi vì ba của tôi đó, ông và chồng tôi tin Chúa thì ổng đâu có đi được, ổng ngồi một chỗ thôi. Thì lúc đó cũng 2 3 năm trước gì đó, thì lúc đó tôi đã biết rồi, tôi đã nhận biết cái lễ bắt tem này rồi, thì tôi được học, thì tôi về tôi làm, tôi tắm cho ba tôi, thì tôi múc một cái gạo nước, tôi mới hỏi ba: bây giờ con cầu nguyện làm lễ bắt tem cho ba nghe, rồi ba có bằng lòng chết và chôn sống lại với Chúa không? Cái ông nói là ông bằng lòng. Vậy thì tôi đổ nước lên, thì bởi đức tin tôi làm, thì tôi biết là ba tôi cũng đã được làm lễ bắt tem. Cho nên quý vị ơi, nó có nhiều cái phương cách. Chúng ta có nhiều người hiểu sai, nói cô này tin Chúa mà chưa bắt tem mà chết thì sao được cứu. Cho nên điều đó mình không có thể là mình nói điều đó được đâu quý vị. Nó có nhiều cách mà để mà mình làm lễ bắt tem cho những người mà người ta nằm một chỗ hoặc là nơi nào xa lánh quá đó, nó rất là xa mà có tín hữu ở đó, mà có cô chú nào, anh em nào mà chúng ta hầu việc Chúa trưởng thành trong thuộc linh đó, mình cũng có thể gọi cho mục sư của mình
là mình nói hôm nay là mình có thể bắt tem cho cái người đó, thì mình gọi về mục sư thì đồng ý thì mình sẽ bắt tem cho những người đó, chứ không phải cái nào mình cũng chờ mục sư hết quý vị. Nếu mình trưởng thành trong thuộc linh, mình có thể bắt tem cho những người tín hữu, chứ đâu có thể ví dụ như quá xa xôi rồi đến đó mục sư không có tới được, hoặc là người ta không có cái phương tiện để người ta đến hội thánh được, thì mình chẳng lẽ nào mà mình hầm lặng được nếu như những người đã trưởng thành nha quý vị, chứ không phải là những người mới tin Chúa thì cái điều đó tôi không có biết. Nhưng mà những người đã trưởng thành trong thuộc linh mà mình nắm rõ cái lễ bắt tem này thì mình sẽ bắt tem cho những người đó. Cho nên đây là mạng lệnh ai cũng phải có sự bắt tem, nhưng mà tùy theo phương cách mà chúng ta làm. Thí dụ có người nằm một chỗ thì chúng ta gưới nước, cũng như là tình trạng của ba tôi, ông và chồng tôi vậy đó, thì mình cũng đổ nước hoặc là gưới nước, nó có hai phương cách nữa mà mình bắt tem. Còn người nào đi được đến hội thánh, hoặc là người nào ở xa xôi mà người ta xuống sông được, xuống mương được, thì mình cũng có thể bắt tem cho họ bởi đức tin mà mình làm. Đây là mạng lệnh mà Chúa Giêsu ngài nói với chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu là gọi là hội thánh. Thì điều này chúng ta nắm nắm rõ được cái điều này thì sau này mình không có lấn cấn về cái sự bắt tem. Có người nói cái cô đó tin Chúa rồi mà chưa bắt tem rồi là cô đó không được cứu. Có đâu, cái mình nhớ lại cái tình trạng là cái tên cướp. Hôm nay ngươi ở với ta trong paradise, lúc đó có bắt tem nước không quý vị? Không. Nhưng mà không phải mình nắm ngay cái giữa ngay cái đó mà mình làm nha. Nếu mình còn được thì mình có thể bắt tem. Còn nếu như hôm nay mà ta vừa tin Chúa xong ta qua đời liền thì người đó vẫn được cứu quý vị. Chứ không có thể nào mà nói không bắt tem là không được cứu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị. Mình phải ra khỏi điều này và mình phải hiểu thấu đáo, để rồi trong cái bắt tem nước này chúng ta không còn lấn cấn nữa, mà chúng ta phải có cái điều tự do và làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, để tất cả chúng ta đều được hầu việc Chúa trong cái sự phước hạnh và trong cái sự hiểu biết, trong cái sự nhận biết Chúa một cách rõ ràng. Đây là cái phần lễ bắt tem. Tôi nhắc lại, lễ bắt tem thứ nhất là làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời. Cái thứ hai là chúng ta đồng chết và đồng chôn, đồng sống lại với Đấng Christ. Thứ ba là chúng ta liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Rồi cuối cùng là mạng lệnh của Chúa Giêsu, chúng ta phải đi khắp nơi rao giảng, rồi phải làm bắt tem cho những người tin nhận Chúa. Amen không quý vị? Rồi. Amen. Chúng ta biết có người amen rồi, để tôi nói mình lên tôi hoài tôi Cảm ơn Chúa. thấy. Rồi, bắt đầu chúng ta qua cái lễ tiệc thánh. Lễ tiệc thánh ở đây á, thì thứ nhất là tiệc thánh là được thiết lập bởi Chúa Giêsu. Tiệc thánh là giao ước để nhớ. Tiệc thánh cũng là dấu tích để đến dự tiệc, đến dự tiệc cưới chiên con. Có ba phần mà chúng ta học về thánh lễ tiệc thánh. Hằng ngày chúng ta giữ lễ tiệc thánh ở đây. Hằng ngày có những cô chú cũng nhận rõ, mà có cô chú thì mình cũng chưa có nắm bắt điều điều này. Thì hôm nay chúng ta ai chưa nắm bắt được điều này thì xin Chúa cho mình, nhất là những người mới, để có khi có người mới lại thì lợi đem con lại đó, thì tính đâu là bánh với chén là cái gì đó đơn giản lắm, xin cho con tôi ăn miếng, xin cho con tôi ăn miếng, mà mấy đứa đó là con nít mà đâu có biết đâu, cho nên cô chú chưa có biết đó thì mới xin thôi, nhưng mà biết thì không ai dám xin đâu quý vị. Không không ai dám mà xin ăn bánh và tiệc thánh mà trong cái sự không có hiểu biết đâu. Tôi sẽ nói điều này. Tiệc thánh là được thiết lập bởi ai? Bởi Chúa Giêsu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 và câu 26 đến câu 28. Khi đương ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: "Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta." Ngài lại lấy chén và tạ ơn rồi đưa cho môn đồ rằng: "Hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết của ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội." Tiệc thánh là thiết lập bởi ai? Bởi Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu ngài sắp lên thập tự giá đó, thì ngài nhóm môn đồ lại, ngài bẻ bánh ra, rồi ngài bánh của Chúa Giêsu bẻ ra tượng trưng cho thân thể của ngài. Thì chúng ta cũng vậy, là những người mà khi mình nhóm lại để mình giữ lễ tiệc thánh ở tại hội thánh, hay là hiện tại bây giờ chúng ta ở tại nhà, thì chúng ta cũng biết đây là cái thiết lập bởi Chúa Giêsu, ngài đã thiết lập khi mà ngài sắp lên trên thập tự giá.
Đây là cái buổi tiệc thánh mà Chúa muốn nói với chúng ta, chúng ta là thân thể của Chúa. Một cái bánh mà Chúa bẻ ra thì tất cả chúng ta là bánh, chúng ta là thân thể của Chúa mà bẻ ra. Thì ở đây á, cái lễ tiệc thánh này thiết lập bởi Chúa Giêsu chứ không phải là thiết lập bởi từ ai. Cho nên nhiều người đến hội thánh đó rồi người ta cũng về. Có số người ở trên mạng này mình không nói ai, nhưng mà người ta cũng có nhục mạ về hội thánh của mình. Người ta cũng làm lễ tiệc thánh đó quý vị, nhưng mà người ta làm gì? Người ta có quyền lực ở trọng. Cho nên khi có người uống cái đó đó, người ta về người ta có quyền lực, người ta bị bệnh hay là người ta bị lên hay là người ta bị gì thì đổ thừa, cái đó là ảnh hưởng qua cho hội thánh của mình. Ở đây là chỉ là tượng trưng thôi. Tượng trưng là mình nhớ lại hồi xưa Chúa Giêsu, tất cả chúng ta là người tin Chúa, đây là một cái sự tượng trưng để mình nhớ lại. Khi mà Chúa Giêsu ngày lên thập tự giá, ngày phán với môn đồ, thì hôm nay Chúa cũng cho muốn cho chúng ta nhớ lại cái điều khi Chúa Giêsu ngày lên thập tự giá, thì tất cả ngày bẻ bánh ra, ngày chia ra, thì tất cả chúng ta là mỗi cái thân thể riêng, nhưng mà tất cả chúng ta đều là thân thể của Chúa Giêsu Christ hết. Ngày bẻ ra, ngày bị đánh trên thập tự giá, ngày bị đánh 39 lần đòn, thân của Chúa dở ra vì chúng ta, huyết của Chúa đổ ra để chúng ta được tha tội. Đó là chúng ta tượng trưng để cho chúng ta nhớ lại cái mạng lệnh này mà Chúa Giêsu ngài đã thiết lập. Rồi người ta không hiểu biết đó, đi ra hội thánh dự lễ tiệc thánh, tưởng đâu là ra ngoài đó, là mục sư bảo cho uống bùa gì đó. Hỏi bây giờ sao mà kỳ vậy, sao mà lần nào ra ngoài cũng thấy là đưa lên là uống cái gì đỏ đỏ. Tôi nói cái đó là xì tin thôi chứ có gì đâu quý vị, tại vì mình không biết thôi. Nhưng mà cái này là cái gì? Những cái người mà người ta muốn bôi nhọ hội thánh đó, là trong cái lễ dự tiệc thánh của người ta có đó quý vị, người ta có quyền lực ở trọng rõ ràng. Cho nên cái người đó người ta dự tiệc thánh về rồi người ta bị lên, người ta bị, người ta đủ thứ hết trơn, rồi người ta cứ ảnh hưởng qua cho hội thánh của mình. Nhưng mà mình, tất cả chúng ta là những người tin Chúa, mình phải nhận biết điều đó. Đây là một cái mạng lệnh, là tượng trưng để chúng ta nhớ thôi. Đây là mình nhớ lại ơn của Chúa Giêsu ngài đã làm trên thập tự giá cho tất cả chúng ta, tôi và quý vị. Cho nên đây là mình khi dự tiệc thánh là mình nhớ tới. Tại sao mà mỗi lần mình dự tiệc thánh là có người phải khóc quý vị? Bởi vì mình nhớ cái ơn này không thể nào mà mình tả được. Bởi vì sao? Mình là phải chết, nhưng mà Chúa phải dở ra, Chúa phải bị tan xương nát thịt 39 lần đòn, và Chúa phải đổ huyết ra vì ai? Vì mỗi một chúng ta. Cho nên cái lễ tiệc thánh này đó, nó cũng rất là cho chúng ta nhớ rất là sâu sắc. Nhưng mà chúng ta đừng có xem thường lễ tiệc thánh nghe quý vị. Rồi cái điều thứ hai nữa là gì? Tiệc thánh là một cái giao ước để nhớ. Thứ nhất, ở đây chúng ta có ba điều mà nhớ. Thứ nhất là nhớ Chúa. Thứ hai là chúng ta nhớ đến người khác. Khi chúng ta dự lễ tiệc thánh là chúng ta nhớ lại Chúa đã chết cho mình. Chúng ta đau khổ gì trong lòng của mình. Rồi cái thứ ba nữa là nhớ tra xét chính mình khi mà chúng ta dự lễ tiệc thánh. Tôi sẽ nói từng câu ở đây. Đây là một cái giao ước mà chúng ta cần phải nhớ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 23 và cho đến câu 25. Ở đây, vả tôi có nhận, Paulo nói với hội thánh Cô-rinh-tô cũng nói với chúng ta nghe. Vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, ngài lấy chén mà phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống hay là làm điều này để nhớ ta. Cho nên khi chúng ta giữ lễ thực thánh thì mỗi lần mục sư mình đó cũng lấy cái này ra để rồi công bố cho chúng ta. Khi mà chúng ta đến dự tiệc thánh là chúng ta phải nhớ lại liền Chúa Giêsu liền. Khi mà Chúa sắp lên thập tự giá, Chúa đem ra, Chúa đem bánh ra, Chúa bẻ. Rồi vì Chúa bị nộp là vì chúng ta. Khi mà chúng ta dự tiệc thánh là chúng ta nhớ lại hình ảnh này liền. Nhớ lên hình ảnh mà Chúa Giêsu ngài đã làm cho chúng ta tại trên thập tự giá. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta phải nhớ đến người khác. Khi mà chúng ta dự lễ tiệc thánh rồi, chúng ta cũng phải, mình đã được cứu rồi, mình đã được Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, mình đã được tha tội rồi, thì mình khi mình ăn bánh và chén, mình phải nhớ tới người khác. Ở đây nhớ tới người khác, ở đây cũng Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26 đến câu 27 gì ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh uống chén này thì gao sự chết của Chúa cho đến lúc ngài đến. Bởi đó ai ăn bánh uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì mắc tội với thân và huyết. Thì tại sao tôi nói là những cô chú mà mình biết rồi là mình không cho con cái mình ăn?
Khi mà mình giữ lễ tiệc thánh là mình phải giao sự chết của Chúa ra, mà cho những cái đứa trẻ mà nó không biết cái nước thánh này, là nó không biết cái nước đó là cái gì, bánh đó là cái gì, mình tưởng là đơn giản thôi, rồi mình cho uống. Thì Chúa nói sao? Ai mà bởi cớ đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa không xứng, một cách không xứng đáng, thì mắc tội với thân và huyết của Chúa. Có tiếp câu nữa là có những số người đã ngủ, tôi không có đọc thêm, nó dài. Ngủ là cái gì? Chết trước thời kỳ định đó quý vị. Cho nên ở đây mình hiểu rõ lại cái điều này, là xin Chúa cho dân sự của chúng ta là những người biết đó, mình giúp đỡ cho cô chú nào mà đến hội thánh mới đó, thì mình cũng giúp đỡ. Họ chưa nhận biết cái này thì mình cũng không thể cho họ giữ cái tiệc thánh này quý vị. Là bởi vì sao? Nếu như họ ăn cái này vô, mà họ ăn họ uống chén này mà họ không có giao sự chết của Chúa, họ đâu có biết đường đâu. Họ mới quá mà. Hoặc người mới lợi đầu tiên, ngày đầu tiên á, thì xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị, để sau khi mình nhóm lại mình cũng có ý thức điều này, để nhắc đỡ nhở. Đây là Chúa nhắc nhở cho tôi và cũng nhắc đỡ cho hội thánh của mình, là những người mà cô chú mới lợi mà có con cái nhỏ đó mà chưa có biết cái gì về Chúa đó, đừng có xin bánh và đừng có xin nước cho em bé uống nha quý vị. Thật sự là điều đó không có tốt gì đâu, tại vì chưa có biết cái gì hết. Mình tưởng đó là đơn giản nhưng mà mình không thể xem thường cái lễ tiệc thánh này đâu quý vị. Tại sao mà tôi nói điều này để quý vị được khích lệ? Tại sao khi mà tụi tôi và chị Dung á, đi cầu nguyện giải cứu tà linh lên, nó đòi uống nước, cho nên nó đòi là luôn, là nó thiếu điều giật chai nước luôn. Nhưng mà khi cầu nguyện chai nước thánh quá quyết rồi, nó nói không không, bụng miệng lại không uống, không uống, không uống, quyết không, quyết không. Quý vị thấy không? Mình bởi mình tin, mình nói đó là quyết của Chúa, là quyết của Chúa đó quý vị. Tại sao mà mình giữ phần là mình thấy mình được rửa tội, là mình được tha tội. Cho nên cái điều này, tại vì tôi đã chứng kiến cái điều mà mình đi cầu nguyện để giải cứu đó, thì những tà linh nó lên, nó khát nước dữ lắm, nó đòi uống nước. Xong cái mình cầu nguyện mình thánh quá chai nước thành quyết, cái nó nói thôi thôi máu không không uống, nó bệnh miệng nè, cại miệng để đổ vô. Cái đó là thật sự, cái đó là thực tế luôn đó quý vị. Cho nên ở đây đó, nói tới quyết và bánh của Chúa, mình không thể cho những cái người mà chưa có hiểu biết mà mới lợi đầu hôm sớm mai, hoặc là con cái của mình mà mình dẫn lợi, mình đừng có xin cho nó uống nha quý vị. Nó không phải là cái đó là cái phép màu gì để mình uống vô rồi để mình được cái gì đâu. Nhưng mà mình, bởi vì mình đã nhận biết thì nó mới thành phép màu. Còn nếu không nhận biết thì cái đó là điều nguy hiểm. Mình nhận biết là một phép màu nhưng mà mình không ấy, là điều đó là nguy hiểm. Cũng sắp hết rồi, chắc tôi học một ấy nữa, gửi gì nữa. Thứ ba là tra xét chính mình. Vậy mỗi khi mỗi người phải tra xét chính mình, và là thế mà mới ăn bánh và uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa và bánh và chén đó, tức là ăn uống sự đoán xét của mình. Mình thấy ghê không quý vị? Cho nên đó, khi mình uống, mình ăn bánh, uống chén, mình phải tra xét cái đời sống của mình. Ví dụ năm qua, tháng qua, tuần qua, bất cứ không biết mình phạm gì, mình đâu có biết đâu, thì mình cũng tra xét lại đời sống của mình, rồi khi mình hãy nhận bánh và chén để uống. Cho nên mỗi khi làm lễ tiệc thánh thì mục sư cũng nói là mình phải tra xét lại chính mình. Cho nên nó xin Chúa giúp đỡ cái giao ước tiệc thánh, mà giao ước để nhớ, thứ nhất là chúng ta nhớ tới Chúa, nhớ tới mạng lệnh của Chúa. Thứ hai là chúng ta nhớ tới người khác, chúng ta ăn bánh chén phải giao sự chết ra cho mọi người được cứu giống như chúng ta. Cái thứ ba nữa là gì? Nhớ tra xét lại chính đời sống của mình, hãy giữ bánh và chén. Thì mình thấy đi, những cái đứa trẻ mà nó mới lợi hội thánh, nó có biết cái gì đâu mà xin bánh với chén cho nó uống quý vị. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Xin Chúa cho giúp đỡ cho tôi và quý vị là dân sự Chúa, trong cái điểm nhóm của mình mà khi làm lễ tiệc thánh, mình nhớ những cái đứa trẻ hoặc là những người chưa biết, mình cũng không nên cho họ giữ đâu quý vị. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Rồi cái điều cuối cùng, tiệc thánh là dấu tích để đến dự tiệc cưới chiên con. Ở đây trong có hai câu kinh thánh, Matthew đoạn 26 và câu 29. Ta phán cùng các ngươi, từ gà về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta đã uống trái nho cùng với các ngươi ở trong nước của cha ta. Rồi trong khải quyền thì gì? Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép phước thai cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người người lại tiếp rằng, đó là những người thật của Đức Chúa Trời. Cái cuối cùng là cái lễ tiệc thánh, là chúng ta phải biết đây là
một cái dấu tích mà dự cưới chiên con. Tại vì khi Chúa Giêsu ngài đã khi mà ngài làm lễ tiệc thánh đó là ngài nói là ngài không còn uống trái nho này nữa, cho đến khi mà Chúa ngài trở lại thì chúng ta mới cùng dự tiệc chung với Chúa Giêsu. Đó là tiệc cưới khi mà Chúa Giêsu ngài trở lại đón chúng ta. Chúng ta là nàng dâu, Chúa Giêsu là chàng rể, trong một cái tiệc cưới đó là chúng ta cùng dự tiệc chung với Chúa Giêsu. Mà ở trong Khải Huyền nói gì đây, người lại tiếp rằng sứ đồ dân nói gì, đó là những người chân thật của Đức Chúa Trời. Những người nào chân thật của Đức Chúa Trời mới được dự lễ tiệc thánh này trùng cùng với Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị. Cái điều này mình thấy rõ ràng về cái lễ tiệc thánh này, mình phải nhận biết rõ điều đó. Để khi mình đến dự tiệc thánh mình thấy đơn giản lắm quý vị ơi, nó không có đơn giản đâu. Rất là nhiệm màu, rất là nhiệm màu cho những người biết nha. Còn những người không biết là không có xảy ra cái sự nhiệm màu đó. Cho nên mình biết rõ cái điều này, xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị. Học hôm nay mình nhận biết điều này rõ để mình nhận biết cái lễ bắt tem cho rõ ràng và lễ tiệc thánh rõ ràng. Vì vậy mà tại sao chúng ta phải có trường chủ nhật này quý vị? Đây là một cái nền cho tất cả chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu. Nếu mình không có được cái nền này thì mình sẽ lấn cấn, mình đi hoài không kết quả. Nhất là cho đời sống của mình trước, là một cái đời sống của mình. Ích lợi xong thì mới ích lợi cho người khác. Xin Chúa ban phước cho quý vị ạ. Rồi, mời người hướng dẫn nha, mời người cầu nguyện rồi trả giờ lại. Xin Chúa rất giàu ban ơn trên cô mời nhiều hơn nữa à. Thì giờ này con xin mời cô Thấm Lệ sẽ cầu nguyện đáp ứng cho bài học buổi tối hôm nay à. Và cô bé Mười, xin mời cô Thấm Lệ. Tôi xin phép được dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Trời là cha kính yêu của mỗi một chúng con, cảm tạ ơn Ngài của tối phước hạnh chiều chủ nhật chúng con học qua lời của Ngài qua là giữ lại tiệc thánh. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa để cho chúng con nhận biết lễ tiệc thánh khi bới ra trước là lễ bắt tem. Khi chúng con nhận lễ bắt tem thì chúng con đồng chết, đồng sống, đồng chôn với Chúa, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa, để chúng con nhận biết rằng khi chúng con làm lễ bắt tem là chúng con đã chết con người cũ của chúng con rồi, chúng con đã Amen. con là người đời trở nên mới. Vì Chúa nói ai trong đấng Christ nấy là người trở nên mới. Là Chúa, khi mà chúng Amen. con đồng chết với Chúa thì cũng con người không phải trở nên mới. Những sự cũ đã qua đi thì Amen. con tin rằng mọi sự đời cũ của chúng con phải từ bỏ đi để chúng con sống đời sống mới, để thay đổi Amen. từ cái bản chất của mình, cuộc sống của mình, để cho mọi người biết rằng tất cả mọi điều mà Chúa đã làm trên thập tự giá Amen. và làm bắt tem đó, thì mình phải biết rằng cái đó là chỉ là cái hình thức, nhưng mà con biết rằng sự mình làm bắt tem đó không phải là mình giữ nước từ xa. Bắt tem đó thì không phải để mình giữ nước thánh, nhưng mà mình đã chết con người cũ để mình được thay đổi, Amen. Amen. mình được thay đổi hoàn toàn qua những thời gian mà cái tiến trình mình thay đổi đó, thì mình biết đó mình làm giống như đồng sống rồi đồng đồng chết rồi đồng chôn sống với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Amen. Qua thì tiệc thánh là Chúa, chúng con có những người không hiểu tưởng là tiệc thánh nhiều người thì cô bé Mười cũng nói đó, thì khi không biết để cho con nít uống thì những người đó chưa hiểu biết chính đời sống của chúng con nữa. Chú ơi, cũng có lúc chưa hiểu biết, nghĩ là mình uống tiệc thánh đâu vô rồi thì mình sẽ được uống này là thánh, cái gì thay đổi hay là màu nhiệm, nhưng mà cái đó là tượng trưng vì Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá. Ngài 39 lần roi đổ huyết của Ngài ra, thân của Ngài dở tan vì tất cả tội lỗi của chúng con, tất cả Amen. trên thế gian này Chúa đã chịu hết, không có con nữa. Và huyết của chỗ Chúa đổ ra để cả muôn người được cứu, để chúng con tượng trưng, chúng con nhớ lại những Chúa Amen. Giêsu đã làm hết mọi điều đó cho chúng, để chúng con nhận biết rằng tất cả những điều đó chỉ có Chúa Giêsu mới làm được điều đó. Cả thế gian này không ai làm được điều đó hết, chỉ có tình yêu của Chúa. Thì bởi cảm ơn Chúa, bởi ân điển của Ngài, bởi sự thương xót của Ngài, nên chúng con tin nhận Ngài thì chúng con được làm con của Ngài. Thì Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho những ngày qua cũng có lúc chúng con suy nghĩ sai chật, làm không đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, khi chúng con làm đẹp lòng Ngài thì tất cả mọi điều chúng con làm thì làm theo lời Chúa dạy, thì Chúa mới thì con Chúa nói khi mà chúng con được xin công bình bởi Đức Chúa Cha thì tất cả mọi điều Chúa sẽ khen cho con rằng hỡi con ơi, dấu của ta đẹp lòng ta mọi đàng. Cảm tạ ơn Chúa, chúng con muốn làm đẹp lòng Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn Chúa Amen. khi chúng con là con yêu dấu của Ngài,
Xin Ngài thương xót để giúp đỡ mỗi một chúng con để tiếp tục những ngày tới. Chúng con xin Chúa cũng thức giàu ban ơn cho cô đồng bé mờ để cô có lời của Ngài tiếp tục dạy chúng con trong nền tảng đức tin này, để chúng con hiểu biết nhiều hơn nữa, để chúng con nghe giữ lấy làm theo lời của Chúa dạy, để càng ngày càng tấn tới trong ơn lành của Chúa. Nguyện xin Ngài ban phước cho tất cả chị em chúng con trong buổi tối phước hạnh này, để chúng con tiếp